Chào mọi người, hôm nay là bốn trận cuối của ngày hôm nay của cái đội này rồi. Không gặp bố anh mà có ăn được đội này không hả? Đi mới biết chứ không đi sao biết được. Còn solo thì chắc chắn là bố anh nó ăn rồi. Tại vì mình đi cao con đó mà. Để coi. Để nhặt cái gì ta? Ok. Hello Văn Xuân, hello Diễm Mio nha. Hôm nay thua 4 trận hả? Hoàng Thanh Tùng ok nha, hôm nay thua 4 trận nha. Chặt mới biết được chứ nói miệng thì nói sao cũng được á, mà gặp mới biết được chứ. Gặp mình mới biết được chứ còn mà nói miệng thì nói sao mà không được. Cộng 8 lần đâu ra cộng 7. Cộng 8 lần. Cộng 7 là quá sai lầm rồi, tới cộng 8 lần. Hôm nay kết thúc rồi anh em ạ. Ngày cuối cùng anh em ạ. Xây nhanh con đi tệ tỷ ha, ok. Nhanh để quýnh nhanh để cho anh Nguyễn tệ tỷ anh em ạ. Hơi chưa nha Úc Anh Úc Liên ơi. Hiện tại thắng 44 trận chưa thôi con nào nha. Đúng rồi, chán thắng 4 trận để chơi tôi là thắng trăm trăm cho nó ngầu Minh Nhật ơi. Nhật lồng gì mà giấy ra rơi hoài hả? Có đâu anh. Chưa biết nữa, để đánh xong biết. Tôi thấy ông chơi năm độc tôi lại nở máu hứng lên rồi hả? Nở máu hứng hứng cái gì? Hứng chơi năm độc hay gì? Năm độc cùi hả? Ờ nó này năm độc cùi mà anh em. Ai có đặt rác không hả? Tạo lại lần ạc chấp 110 là lát rồi đó. Tập trận nào chưa anh em ơi hả? Dạ chưa anh ơi. Chưa, hiện tại là đội nào cũng thua rồi. Chỉ có đội này là bất bại thôi. Hiện tại thì cái đội này là mới chưa thua trận nào thôi. Xong mặt này chắc đi ạc nè. Bảo anh vừa đát An Huy ơi. Đi ạc Bảo Anh nha. Chắc suy nghĩ lại chắc đi đội ạc Bảo Anh nha anh em. Nhớ về lúc trước chơi game Võ Lâm ghê hả? Ủa đúng rồi, vô chơi đi bạn, vô chơi đi, game đang hay, đang hot lắm. Rồi chơi bông tẩu cùng anh em vui lắm bạn ơi. Hello, chào bố Bảo Vi nha. Hứng chơi độc, chơi năm độc thua lâu, nghỉ lâu quá hả? Vô chơi năm độc nè. Ok, người liên đấu anh em ạ. Không biết anh Kevin Châu tôi đâu rồi, không vô rồi, mình tôi trong đây là tôi chết nhắc luôn á. Giờ gặp xe bò cháu Giang mà. Chào anh Nguyễn Ngọc Nghĩa nha, chào Tuấn Dương nha. Bảo Anh Võ Đen hay Năm Độc, Bảo Anh là Võ Đen, Võ Đen với con Năm Độc của nha, tới hai con lận, một con Võ Đen và một con Năm Độc nha. Một con dưới đây với một con năm độc nha. Tới hai con lận nha. Win mới 44 mà Quang Trung ơi. Win 440 à. Hôm nay là 4 ngày cuối. Phu Sơn năm độc chết chết. Mua lục lăng hả? Trời ơi. Ok. Phu Sơn hả? Phu Sơn là như mình nhớ không nhầm đó là bên kia. Dàn máy bao nhiêu mà chơi ok ta hả? Anh có thể dàn máy anh tham khảo giá dàn máy khoảng tầm 6 triệu là anh chơi mượt nhanh. Cái dàn máy em đang like chỉ có 6,5 triệu thôi. Cấm 8 mặt 12 ạc là bình thường. Dễ Mio thằng này nó ngáo lắm bạn nè. Nó ngáo thiệt. Bữa nó kêu là mình làm vợ đi. Thu nón luôn. Một mình căng hai thế với đỉnh em. Căng hai chứ. Căng luôn sợ gì.
Hiện tại thì tôi chưa thấy anh Kevin Châu tôi đâu hết. Thấy rồi. Đi 44 rồi anh Trần Phi ơi. Đồ hả? Đồ tính bằng chục triệu, hai ba chục triệu, có thi lên tới nhiều, có khi lên tới 100 triệu lận. Đồ bên CS này thì anh em có thể nói là muốn đầu tư một cái VIP gọi là du lịch thiên hạ thì khoảng tầm bỏ khoảng tầm 150 đến 200 triệu nha. Hiện tại thì cái hạt Vinh Châu này đang chuyển nhượng lại nguyên bộ đồ, và cái hạt Gami này là 60 triệu nha anh em. Đang chuyển nhượng lại cho anh em, đồ vĩnh viễn hết nha anh em. Vô Vinh Châu vô rồi. Hiện tại là cái hạt Vinh Châu này là cấp 190 189, chuẩn bị lên 190 là chuyển sinh rồi. Đang đang có ý định là ra đi cái hạt này là khoảng tầm 60 triệu nha anh em. Kiếm Gami một bộ vô trần và một bộ vô trần và cấp 190 chuẩn bị chiến sinh nha. Thằng này ngon lắm. Không biết ảnh như thế nào mà ảnh đang đang có ý định là để nhường một cái hạt này lại cho anh em khoảng 60 nha anh em. Game này là game cày nha Đức Nguyễn ơi. Đúng rồi, đang trong đợt này diễn diễn nha. Rẻ mà, rẻ sợ, rẻ quá rẻ luôn. Nếu mà anh em có mua về là cái tính ra là cái hạt đó chuẩn bị chiến sinh luôn rồi. Quan Huyền nhất nhà cứ lôi tao vào chỗ nào đâu hả? Ạc full ạc cấp mới mua cái ạc là cấp 189, chuẩn bị lên ngày mai là chuyển sinh rồi, ngày mai ngày mốt giờ là chuyển sinh một rồi. 45 triệu lấy ngay trong đêm hả? Chắc không đâu. 45 triệu chắc không, trong nam chắc không để lại đâu. Vô anh ơi, vô chưa? Vô rồi, nãy nói chuyện rồi. 60 triệu luôn, sát thảo khoa hay đồ thôi. Vừa đồ vừa sát luôn á, là anh để rẻ cho anh em chơi á. 60 vừa đồ vừa sát luôn. 45 triệu đấy, 45 triệu chắc mấy đâu, sao 45 được. Đặt tay sắp chuyển sinh rồi sao để 45 được. Với tầm 60, đó là giá là mềm nhất luôn, là 60 đó. Giá mềm, hồi vậy giá mềm 10 mấy phần trăm chuyển sinh rồi. Ngày nào cũng đặt like đánh thôi là ok. Đặt sớm nha anh em. Đặt sớm. Đọc cũng có vị lắm đó chứ. Damn. Đẹp xem. Chạy đi bạn. Buồn muốn bắt đọc cho bạn chạy. Mình chạy hộ mình cái. Nè, đánh nó đọc cho bạn chạy. Ít hay nó đọc chết nè. Ngày nào qua cũng like có thua like đó. Ngày nào cũng like. Đánh thua đâu like chiêu pha ok thì phải có thắng có thua chứ. Ngày làm có 300k không thấy ghẻ để trúng số mới mua được hả? Có ghẻ được hả? Ok nha. Cần mua hạt đế dương nha hả? Hạt này thả ra người ta hút liền. Đúng rồi anh Tư Phạm ơi, xong mặt này đi năm độc của anh hả Khoa? Đúng rồi anh, đi đạt năm độc chứ đi vô đen vô đây cho chúng nó giết hay chi vậy? Em đánh đánh năm độc Comi không? Năm độc Comi cách nhiêu? 181. Được á. Bắn trái. Được á. Đánh nhìn đưa. Mà giờ mình quýnh đam chết con Thi Dương ban luôn nè anh em. Anh đừng chụp nó nữa, để anh đừng chụp, chạy vòng vòng đi. Chạy vòng đi. Giờ mình quýnh chết con cái con Thi Dương ban này luôn nha anh em. Rồi chơi gì hết chết chắc rồi. Lụm anh ơi, đại ca hay ok cậu chủ nhỏ. Thành người ta quá trời hành luôn. Cái pha đó là kêu đang kêu Nga Mi đứa lên ngựa chạy vòng đi để mình đi ca mình đam coi cho anh em coi. Đam khỏe lắm. Mình đam là biết mình đam khỏe lắm, nhìn là mình biết. 45 anh em à, còn 3 trận nữa. Đặt sơm. Kiên trì, chịu bằng kim. Chì này bỏ qua nó trắng có 1 và 200 thì nó đẹp. Chì chì kim quang. Cảm ơn anh Trần nha.
đặt taxi cũng chết chứ nó đặt xe không hả? Chứ lên taxi luôn nó ghê vậy ta. Ok, lát để mình coi độ đồ này xong mình coi đại bản xếp hạng nha. Đúng rồi, Mai Long Khánh ơi, mình thắng 40-45 thua không rồi. Chua Dương Nguyễn ơi, em chơi thế ai chơi lại hả? Em chơi thế ai chơi lại hả? Ok, Tư Phạm nha. Bá đạo gì bạn vô nó quýnh chết hoài chứ, chẳng qua là mình được cái rồi mình đi ca được con của đập nên ít ai đụng được mình lắm. Hello Picasso hả? Omosikano Yonomoto. Hello anh Tám nha. Không chặn đi khoa hả? Tướng Dương sao thua được? Châu Cà Ri bỗng quýnh chém chết. Bỗng Châu Cà Ri chém chết. Châu Cà Ri mạnh lắm. Duy sinh là mạnh lắm. Ok, mình sẽ lượt về top thi đấu nha. Đạt thì chỉ có đạt 09 nè. Nghĩa ơi, mình xin lỗi bạn, nói bạn ngáo. Thật sự xin lỗi bạn vì bạn quá ngáo. Chữ ta nó qua nó lại cũng kêu ta ngáo à. Thứ gì? Thiên hạ vô địch là có thật hả? Ok, anh sẽ chỉnh nha. Các thể đánh không chết nổi. Chắc top 1 liên đấu. Hiện tại top 1 là 45 tôi không nha anh em. Sớm hả? Sơm để mình coi cấp của sơm ơi. Có hết anh em ạ. Cấp sơm là 134 nha. Cấp còn bé quá. Nên không đủ điểm tăng đến mình. Nga Bi BK hả? Nga Bi BK đứng yên chạy hú độc quá à. Ủa, Nga Bi BK thì cũng dễ thôi. Chứ là chạy nhiều thôi đúng không? Chạy như muốn đọc là mình bơi, nếu mà nhiều khi mình bị đánh quá thì mình bơm tát bơm máu đều tay là được rồi. Cấp 2 là một thời cái gần một thời tư ái thắng 35 thua 4 nha anh em. Gặp hai thiên nhân bang giờ chập 3-4 con tôi cũng không sợ, giờ chấp 4 giờ chắc lẽ giờ mấy bạn chơi vô tạo hoặc cấp 110 tôi chấp 4 con quýnh lộn chơi chứ. Đổi sao lấy năm độc của anh đi vậy tôi tắm đen kìa qua. Ok cũng được, sao không được, năm độc nào cũng được miễn có năm độc cũng được. Bao giờ ra sơ mới ở đây hả? Mới ra rồi, ngày 5 tháng 12 ra rồi. Cách đây khoảng tầm 12 ngày chứ nhiêu. Đừng để phá diên nha, ok nha, tâm là anh Tấm Đen. Châu Kri, chắc nổi thiên quan với đâu mình nào. Đưa con kia lại đi kê ra được rồi. Ok. Để tí anh nói chuyện với anh Việt Anh. Ok. Đi với Ngà Mi top 1 mà anh em. Bữa giờ liên đấu hồ chùa chưa anh Quang, Quang Thanh ơi. Thua Trường Giang tí hả? Ok nha. Xe ôm cấp nhỏ, chịu đầu tư đầu ghê. Tao đầu tư để tao quýnh mà không được top. Hiện tại thì đạt sơm thua 14, thua tháng 20 rồi. Cái hạt đó nếu tay quần đế cầm chắc hay hơn. Thì anh tay quýnh được, nói chung anh tay quýnh thiên nhân bang cũng được. 45 đêm rồi vẫn còn gì hả? Trời, chin còn đầy, chưa ai đụng hết. Dán băng keo là rồi, sao ai đụng được. Ba của các con, mẹ các con. Tấn 21 thua 14. Có dạy Võ Lâm Minh Chủ chắc vô địch game hả? Không anh, Võ Lâm Minh Chủ thì solo 1-1 thì mua độc quýnh không lại Thiên Dương. Nói thẳng ra là quýnh không lại Thiên Dương nha. AD top nhiều hả? Top 24, hiện tại top cấp là 24 và top liên đấu top 1 nha anh em. Tỷ lệ thắng 100% nha anh em. Nếu mà đơn đấu thì em không có DK con Thiên Dương bang đâu. Không lại Thiên Dương Bang đâu. Năm đập sau quýnh DK là Thiên Dương Bang được, quýnh kiểu gì quýnh sau quýnh lại Thiên Dương được. Giờ mặt cùng thủ tới cộng 8, cộng 9 nó quýnh cũng chết. Vô ít là chết liền, quýnh mà nhay nhay. Game này chơi điện thoại được chưa bạn? Được rồi nha, iPhone 14, 15 gì chơi được rồi nha. Hiện tại thì iPhone 14, 15 chơi được rồi. Thiện Minh, anh Mu giờ biết làm cách nào để thua đây. Hello Vũ Minh Hà nha. Có nha Đoàn Văn Tuấn ơi, mới vừa kỳ rồi là đánh giải tam tuyệt thì mình được giải tam tuyệt, giải của Liên Server thì mình được top 2 top 3 nha. Mình đội Tương Dương và đánh với đội đội Châu Giang thì mình được top 2 top 3 giải tam tuyệt nha anh em.
lúc đó đánh với anh với vậy. Ừ thì đánh anh bung hết hai hạt đó, bung hết hai đội luôn đó, mắc tớp luôn đó. Thôi, đéo có vợ đang kiếm hả? Gặp em cầm năm độc cũng khoan. Thì đó em cầm năm độc mà, đó em cầm năm độc mà, quýnh quýnh chết ngay mấy chút mà. Khi bên anh đội anh có cái bang thì mai ra. Ờ. Thằng nào anh Nguyễn Thanh Được ơi. Quách điện thoại chơi được full luôn. Điện thoại 15 10, iPhone 15 16 luôn nha anh em. Còn không anh em điện thoại chơi TeamViewer vẫn được nha. Anh em muốn chơi nữa thì anh em có thể liên hệ anh Tây Salon, anh Tây Salon chỉ cho anh em cái app để tải trên điện thoại nha anh em. Xem đầu Thiện Minh hả? Ok anh Thiện Minh đâu ta? Anh Thiện Minh cứ trên xin solo mà đâu tiêu ta? Anh Mu đâu ta? Anh Mu khu vực bang. Sách đầu này cũng mua lúc mà mua lại thì tầm khoảng 25 nhưng mà hiện tại thì đây anh em à. Trời ơi mà chơi ngọc bội kháng độc nữa ba. Ông Trang thua dữ ta. Kêu solo mà mang cái đôi giày kháng độc nữa ta, áo tứ không đau tứ không. Cặp nhẫn vô danh mà kêu solo mà mặc đem ngọc bội ấy nữa. Mà kháng độc này khoảng tầm 45 50 anh em ạ. À. Nga mi nè anh em ơi, Nga mi rồi. Không, nói chung thì mình không có coi like nhiều đòn Quang Tuấn ơi. Ở Đức Thiện hả? Ở Đức Thiện thua nhiều lắm rồi. Đúng rồi, đau tao mắc tóc 20. Ây da, ây da. Quả gì ca lại vậy? Chơi đứa ô chơi búp gami búp luôn kìa. Ôi ôi trời ơi. Thì quả gì ca lại cầm người ta. Chơi ớt người ta. Đúng rồi đau tóc 50 là 20 mát rồi. Ok. Slow lên này mà. Để tắt vào búp đi, tắt vào búp đi anh em ơi. Tắt vào búp đi, tắt vào búp đi. Chấp chứ bình thường cứ làm chém không thấm hả? Thấm không? Ok, bây giờ tiền đấu, ok nha. Không sao đâu anh em ạ, à. Giết chết thứ 5 trước giờ tiền đấu anh em ạ. À. Anh em cứ tình tôi giết chết thứ 5 trước giờ tiền đấu anh em ạ. À. Em đâu giết chết được, em bị anh đúng không? Chết là thua lầm à. Làm chạy dữ quá thua. Còn máu nữa ta. Thua thứ 5 rồi anh em ạ. À. Giờ ông lành quá ông chạy, ông chịu đứng solo với mình mà ông chạy không à. Còn mình máu ra trong đây không? Hết mẹ luôn rồi. Thua anh em ạ. À. Thua thứ 5 anh em ạ. À. Giờ điên đấu rồi đã. Anh chạy dữ quá, thua. Thứ 5 đeo một bộ kháng độc vô quýnh sắp ra không nổi. Đâu em ơi. Vô nè. Em đâu có giết được em Min đúng không? Sao giết được anh? Tại em đâu có đánh với em đâu có giết được.
Vô liên đấu anh em ạ. Lát ra gũ solo phục thù anh em ạ. Lát phục thù nha. Rồi chạy đâu rồi. Mua giấy độc, mang bộ kháng độc nữa mà biết là vậy rồi, nhưng mà quýnh DK mà chạy khó quýnh lắm, quýnh sốc đạn không độc được. Để không, hôm qua ok nha, hello anh Vi Chiều nha. Bây giờ mà để mình chỉnh kêu lại, mình sẽ đi solo lại với con thứ năm đó nha anh em. Là mình sẽ để chiêu trưởng và chiêu đao, khi mà thứ năm đó chạy mà là mình quýnh trưởng, anh em sẽ coi cái DK khác nè. Hồi nãy là mình quýnh, mình để coi anh DK như thế nào, giờ đổi DK là ăn ổng nè. Rồi mình xuống mình chữa dưới ngựa, mình trưởng trưởng xương gà luôn, ổng có sợ. Để mình đi xong cái trận này đã ra mình gặp phục hùng. Đúng rồi anh, bánh nhân chơi quýnh với năm độc, mang mua độc hết. Thấy chạy ra là giờ không giật độc là biết rồi. Mà thua anh em à, thua, quýnh chạy với năm độc là thua, lát phục thù. Đúng rồi, thiếu lâm thiện minh mà cầm cái đao thứ không 36 2 cấp sắc hương 52 và cập nhẫn vô danh áo thứ không luôn 3 cấp. Anh em lát nữa anh em coi tôi đánh DK lại nè anh em. Quýnh DK mà chạy khó chịu ghê ta. Lát nữa quýnh tiệt chiêu chụp xương gà không cho ông chạy. Để mình lát nữa mình sẽ sử dụng kỹ năng số 4 anh em à. Chu cấp thanh minh anh em à. Bỏ mấy cái loại bùa này đi. Mình phải chỉnh kỹ năng lại đã. Đúng rồi, cái đao của Minh Đoàn anh Trần. Cái đao 200 triệu. Cái đao bổm đưa tóc 200 triệu. 36 là bùa đủ móc không? Ơi không phải KG nè mà. Ủa trận cuối cùng cũng phải gặp thêm một bạn Thiên Nhân Bang một phải KG nữa nè mà. Mình phải tập trung thôi nè mà. Coi chừng nó chết anh luôn nha. Nó chết anh luôn á. Trời ơi. Sao mà đơn giản trời ta. Ơi. Đau chứ, nó chích đau á. Cái đánh nó tu nha. Bố không dính bồ luôn ta. Nó búp nãy giờ búp hai mấy cái 30 lần rồi đó. Rồi dính bồ rồi. Lên đó. Lên bồ nè, giờ em đam nó nè. Giờ em đam giết nó luôn nè. Em giết nó luôn á, em giết nó luôn á. Chết nè, giúp đập chết nè. Giúp đập chết nè. Giúp đập chết luôn mà. Chết luôn á. Nản rồi đó. Nó thấy em nó nản là ok, trường sinh được kỹ năng giống có một cấp nha anh em. Quá dễ hả, ok nha. Bất tử rồi. Cái của anh mua lên cho ba em ạ. Búp được buồn kháng độc lên là mình quýnh đam nó khỏe lắm. Mình đam con Thi Dương ba nó chết luôn mà. Mình quýnh hai ba cái bắt đập xuyên tâm thôi là lên đam chết liền. Năm. Đúng rồi, 5-0 rồi anh. Vừa gặp sợ mặt luôn. Lên bùa một cục bắt độc chạy vòng vòng bắt ngửa. Chưa thôi nha anh em. Hiện tại thì mình gặp KG 5 lần rồi thì khoảng 46-0 rồi anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em, giờ mình sẽ rủ bạn KG lại solo lên trên Cui Bang solo lại nha. Để hỏi KG thử KG. Bạn ơi. Ta mình còn trâu vải hả? Ok nha. Cái gặp KG lên lấy 500 view mà anh em vừa thấy quýnh xong KG anh em đi đâu hết trơn. Bên đây 190 là chuyển sinh hả? Đúng rồi anh Bi bụng bự ơi. Dạ đẹp mà.
Rồi mình thử dưới số 5 anh em ạ. À, mình thấy thấy bên này. Ồ cái tuyệt chiêu này gọi là lăn ba di bộ nha anh em. Ồ cái tuyệt chiêu là lăn ba di bộ nha. Ờ tuyệt chiêu lăn ba di bộ của con cái gì huynh mẹ rồi. Còn giữ nha anh em. Ngồi mà đi mà phân bóng luôn ghê thiệt. Không nha, điện thoại ở cái này là game trên máy tính nha anh em. Ok vô nha. Lần này là mình sẽ đổi đi cách DK nha anh em. Làm có làm miễn phí được game không ạ? Đây là gió game zip tiếng ảo nha anh em. Nó gọi em đổi cách DK thì con thứ 5 nó đâu có DK lại em đâu. Năm đồng này khoảng tầm 45-50 triệu anh em ạ. À. Để mình mua máu mình solo với thử KG anh em ạ. À. KG đam nó khỏe lắm. Này mà phải cho mình chắc mình đang cái cục phi tấp vô mình quýnh mới lại thiên dương anh em ạ. Ok ok gì vậy chui nó đang chết mà giết ghê lắm anh em ạ. Trời ơi, má lên bùa được là thắng cái pha đó rồi. Lên cái bùa pha đó là thắng rồi mà bị chết anh em ạ. À. Ghê quá. Ghê quá. Như bạn ghê thiệt. Nó hút ghê vậy. Không nổi anh em à. Thiên Dung bạn đam khỏe quá. Thiên Dung bạn đam khỏe quá.
Đâm khỏe anh thiếu lâm nhiều. Nó bùa. Không nói này mà thua. Đam khỏe quá. Cộng 6 phòng thủ chứ ít gì anh em. Tuy nhiên ban tưởng ăn đó không có người mi, nó còn gì đập chết người mi thay máu. Tất cả 40 tuổi đúng rồi. Ha, tôi đứng ghê thiệt. Không nổi. Thôi là mình đi sống đấu chứ đơn đấu là không có cỡ nào quýnh nó được. Nó ăn đây được hả? Ok. Đơn đấu ăn được tem KG. Đó là Ngami thôi, VIP thôi chứ solo khó ăn lắm. Đúng rồi, đi nếu mà đi mà solo khó đánh lắm. Thương nó dích, tới dích đâu chạy được đâu. Chùy còn chạy được chứ thương dích đâu chạy được. Chích đàm ghê, khỏe ghê. Với lại có dòng quốc chủ nữa anh em à. Bộ kế nghiệp nha. Bộ kế nghiệp. Các hại chỉ Thiên Dương thôi, với Thứ Lâm mày quýnh cũng được mà. Solo với Thứ Lâm được mà. Rối rồi không chết à, đọc thiệt. Giờ đọc, có giờ đọc. Chạy nè. Đúng rồi, Abi bự ơi. Chạy nè. Lêu lêu. Thiếu mùa gì, đúng mùa rồi, lêu lêu, chú Lâm. Nói mai. Ok. chạy đi. Ai da. Ok, giải trí được rồi anh em ạ. À. Mà mình đi liên đấu anh em ạ. À. Hết máu rồi đâu dám nhồi đâu anh em ạ. À. Solo lại con Thiên Dương Thương đi ổn hả? Không lại Thiên Dương Thương đâu. Đám lại Thiên Dương Thương đâu. Thương với chùy nó đam hai con đó hên xui nó bắt được con ngũ độc là chết. Với lại cái đôi dài tóc có 28 mà chạy đâu kịp đâu. Môn chỉ đánh đường môn hay thôi hả? Bữa kia muốn lấy cầm con đường môn lên solo không có dám cầm đường môn lên muốn lộn đâu. Đúng rồi, nó fit. Hay là nó phía sau mình, nếu mà vậy là nó độc nó bá lắm.
thì phải ham đam chứ, nam độc mà giết không được người ta giết là mình sao, nó buộc phải ham rồi. Đam mà lúc nào cũng nam độc với ham rồi. Nó một là nó chết, hai là người ta chết mà. Kiếm giày top 40 nhanh hả? Ok, giày có 40 này nè, 40 ba cấp thì em chảnh nè. Hello em, nay thua trận nào nha? Gì? Nay thua trận nha. Ok, anh Chi Tâm Nguyễn nha. Hôm nay sẽ cố gắng thua nha anh. Thiên Dương Kỵ Hệ Võ Đen vật cờ lờ tiến sĩ phán hả? Ok. Gạt giờ được giờ lâm chỉ chủ thu phí hả? Ghê gớm thật. Hiện tại thắng 46 tôi không nha. Về chơi mẹ đi chơi thế thôi hả? Đánh Thiên Nhiên Bang em nên đi chéo rồi. Thời đi giờ đi đâu nó có đoạn hồng thích mà lướt đi đâu cũng được. Đúng vậy hả? Nó bắn qua bắn lại chéo 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 cái là lướt đoạn hồng thích cái là chết rồi. Nói chung đi cai với Thiên Dương mình phải khiêm tốn anh em à. Thua Thiên Dương Bang chấp nhận là thua. Chứ còn nói mà không ăn là không ăn là không ăn, chứ đừng có nói mà biện hậu gì hết trơn á là không ăn được Thiên Dương. Ăn Thiếu Lâm được nhưng mà ăn Thiên Dương không được. Hết 80% là thua Thiên Dương rồi. Còn 20% là búp được cái bùa á. Giải đăng kiếm không có quần kim môn phái thì cũng không ăn được Thiên Dương Bang đó đâu hả? Đúng rồi. Giải đăng kiếm vậy Thiên con Võ Đen mà không có dây chuyền cặp phong rồi này nọ đồ khác phòng thủ vô nó dích cho con cái thì chết rồi. Cái một ok. Thank you.
mua khó mua lắm. Mấy lão già server này chỉ thiếu đồ chứ không có thiếu tiền, đúng rồi Nguyễn Hoàng Nam ơi, mấy lão già server này là chỉ có thiếu đồ thôi chứ tiền bạc gì cũng biết nữa, có mấy trăm chai bỏ vô chơi thôi chứ. Hiểu rồi, thu phí nha Lâm Tú Hoàng ơi, thu trận thử xem sao hả, thôi lỡ rồi thắng luôn. Anh em donate cho tôi đi, tôi thua cho anh em, donate cho tôi thua cho. Chứ nói 45 50 giờ anh mua 60 nó bán không. Dạ không, anh Chi Tâm Nguyễn ơi nói vậy thôi chứ không mua gì, em chơi mà em đam mê mà chứ không có bán đâu. Heo đường nội công có tặng tiền năm vòng nội công không nha Tôm Ngô ơi. Nội đã đập có anh em nào rồi. Đam mê Nga Mi không? Hai đam mê Nga Mi không kìa. Đường môn bảo anh có băng hàng 59 thì mà chắc chơi tốt là ok tư phạm nha. Nếu mà búp quấn lộn á solo á, anh em nên ba cách cái bùa thời gian chút độc trước, khi mà lên khi mà có cái đối phương á là bị dính độc á độc nặng rồi đó, là anh em búp cái bùa trừ kháng độc lên là nó rút liền luôn nha, nó rút thẳng vô máu là chết liền luôn. Anh em đừng có búp hai bùa rồi xong anh em quấn anh em cứ búp một bùa thời gian chút độc trước, quấn hai ba cái rồi xong mình búp kháng độc lên là con đó tự xỉu rồi, nó rút lẹ hơn rồi búp hai bùa mà quấn thì nó lâu lắm. Donate 1 triệu nha em hả? Thu dần cuối donate 1 triệu đúng không? Búp bồ thì gian chúng đặt em đợi thằng Tùng nó trúng việc lót hả? Nó mua tặng cho cái đôi giày hả? Ok nha. Boss hả? Là làm gì giờ này có boss mà săn? Giờ này làm gì có boss mà săn? Lòng Tùng nó bán hộp mà kêu chết mẹ. Tao cầm cục cức tao ném vô mặt hết. Ông ơi solo rồi. Anh mua đâu tiêu rồi. Solo tín dụng. Chiêu 120 hả? Xác suất khiến cho đối phương bị phát độc anh em ạ. Giảm 85% nội lực 6 giây và sau 10 giây là có hy tiễn tiếp. Ok anh Tư Phạm nha. Cảm ơn anh nha. Chữ lộn luôn. Bộ tứ đâu anh Lê Đức Nhân đâu anh Lê Đức Nhân đâu, bộ tứ với Nguyễn Ngọc Nghĩa nè, anh Chi Tâm Nguyễn nè, với lại anh Hồng Tùng với lại anh Lê Đức Nhân nữa, tới 4 người lận lên là khịa là chữ lộn rồi xúc nhau luôn à, ớn ăn lắm. Anh củ cá hả? Đủ áo ngon tao áo xanh đẹp ta. Chị Tâm Nguyễn nời chắc đang cầu ông bà già nó chết rồi. Sao thì không anh em ạ? Tổng điểm sinh khí tăng nhiêu mà máu 6k với em hả? 725 nha. Em tính ép cho sinh khí lên máu tới 14-15 ngàn lận, nhưng mà để tăng 260 mặc đồ lai ra, tại vì má 10.000 nó cũng như nói chung á 15.000 nó cũng như 10.000 à. Anh em có biết là máu mình nhiều để như thế nào là mình do mình cách bơm máu thôi chứ máu bao nhiêu nó cũng vậy á. Tay salon nữa duyên hài lắm. Ok anh Nguyễn Khiêm nha. Rồi một cái heo, tại vì anh em á, cái máu của mình á là tại chẳng qua là mình bị phá khác đam vô một cái chết đó, lấy dụ như con đó là đam 3.000 á thì máu anh em phải tầm 6.000 là được rồi, với là máu bây giờ 10.000 20.000 thì anh em cũng bơm được có nhiêu đó bình, là anh em có bơm được nhiều đâu. Ví dụ như anh em bơm chục bình thì anh em cảm giác nó bị đam như đó thì anh em bơm mấy bình thôi, máu đối với em là không quan trọng lắm, chủ yếu là canh đam có được của môn phái đó là quýnh được thôi. Ví dụ máu của con sai công này quýnh em một cái là 2.500, máu là em phải bơm bốn bình hoặc 5 bình để em đứng lại em trụ đam. Đúng rồi cậu nhỏ ơi, thí dụ như vậy, thí dụ như đam của con em đi kiếm là 1.5 đi, và em sẽ canh bơm 2 bình máu để giật máu lên cho nó kịp với lại cái máu mà bị quýnh. Bỗng chạy kè hả? Bỗng có 8 mấy triệu chứ nhiều mà chạy kè mà chắc gì hả, người ta bán cho mình xài. Tám mươi triệu đó không chơi kem mới lạ hả? Ok anh nha, qua mắt mặt
60 năm cuộc đời. Đúng rồi anh Nguyễn Ngọc Nghĩa ơi, chịu đam được là quýnh được. Chịu đam được là bơm máu được. Còn chịu đam không được là không bao giờ mà quýnh được. Cứ chịu đam được là quýnh được. Phái nào cũng vậy hết. Cứ chịu đam được là quýnh được. Thật ra thì không có thiếu tiền đâu, ok nha. Đang mê con đường môn nữa. Có con xây công đang mê, anh đó đang mê con đường môn tiểu lý lắm. Ê, đường môn cung cung lắm. 110 triệu cây bổng đó đó ha anh Việt Anh Nguyễn. Trời ơi lộn, tới 110 lận anh em à. Mình đoán sai rồi anh em à, tới 110 lận nha anh em. Anh Liếp. Hello Tommy nha, server này là ship tiếng ngạo nha anh em. Cảm ơn Nguyên Kim nha. Cây bổng ghẻ đâu, thằng Tây nó bán có 40 triệu hả, ok anh à. Xem đứt tiền hả, đứt tiền còn nói gì nữa trời. Không mới đứt tiền cái nỏ này cũng hết 80 triệu anh em à. Tại server có mấy con ví dụ vậy, có hai con nha. Thằng Tây có hai con, đi liên hệ giúp bang có. Đa số là những cái phiên vũ này nọ thì chỉ có đi thiên hạ hay ngại đi chứ quen mới có thôi, chứ còn ngoài ra không bao giờ có. Không ép được. Server đang livestream là Châu Giang nhé anh. Server 11 tháng rồi anh sắp tròn 1 tuổi. Happy New Year, ok anh Châu Nguyễn nha. Cảm ơn anh đã giải đáp giùm người xem nha. Ok anh Thiện Dài nha, từ từ. Khoa là em Kenny Quỳnh nha, ok ok. Em diễn biết nha. Đúng rồi. Cái bàn của anh Tây bá lắm anh quả quạt ơi. Bác sĩ mặn háo bỏ mẹ. 30 triệu, 35 triệu. Tính ra hồi đó em chơi bên Vinzy thì con buôn tiêu, con phiên vũ đấu giá chỉ có 15 triệu thôi. Nhưng mà bên CX này tới 35 triệu, gần 40 triệu anh em ạ. Tính ra giá trị hơn nhiều. Ghê dạ. Hồi đó em bên đấu giá bên cái đợt mà bên Vinzy em đâu có 15 20 triệu gì ạ. Bên đây nghĩ 20 à, mua chứ 20. Tầm 30 chứ anh, dễ gì mà giờ ai bán cho anh xài đâu. Dễ giờ mấy ổng buông ra cho xài. Dễ giờ buông ra cho xài. Không ý anh là thì quan trọng là có mua được hay không. Đúng rồi, thì đương nhiên là mua không được rồi, có đâu giờ. Mấy lão già bên đây thì biết rồi, có tiền nhưng mà có đâu có đồ đâu. Phiên vũ dễ gì lọt ra được. Rồi ông nào cầm được rồi là dễ ông lọt ra. Có ai tôi ngáo không? Ai trả lời tôi nghe. Ok Nguyễn Ngọc Nghĩa nha. Anh có ngáo đâu anh ơi. Chỉ làm chiếc sĩ Hà Nghĩa. Cuối cùng nào anh em ơi. Ok vô trận cuối cùng anh em ạ. Trận cuối cùng anh em nếu ví dụ như mình thắng đi thì thôi. Còn nếu mình thua anh em có donate cho tôi không? Để tôi biết tôi buông chuột tôi tắt máy tôi đi ngủ nè. À, Quang Huy hả? Ok. 30 triệu đó bằng 5 triệu. Tí ta cho ghi âm lên biết nha, ok nha. À, Khoa giỏi lắm, trường kỳ 1 BCC. Còn tồn tại không hả? Chắc không anh ơi. Em nghĩ thì nó làm càng ngày càng dở. Chiếc SH đem nha, đổi con ngựa thì họ may. Ok anh Châu Nguyễn nha. Anh Châu Nguyễn là đợi chiếc SH nha. Mà chiếc SH đâu ghẻ đâu anh em ạ. À. Chiếc SH Trung Quốc cũng mấy chục chai anh em ạ. Hello Phạm Thanh Tùng nha. Chào Phạm Thanh Tùng nha. Có à, mẹ hôm nay phò nó lại gọi linh tinh. Nhớ bên Thiên Sơn Tiết Liên cấm cái ạc lên 116 hả? Hồi đó mà nói chung thì bên bắt đầu cũng vậy. Có top là thuộc dạng là thứ dữ rồi. Thôi thắng đi mai là khác. Ok Nguyễn Thanh Tùng nha. Thí dụ như giờ lỡ em có thua anh em có tiếc nuối giùm anh em. Hiện tại mình thắng 47 rồi. Bây giờ mình thua một trận nữa, mình thua đi thì anh em có tiếc nuối giùm anh em. Để mình biết mình tắt máy mình đi ngủ anh em. Top 1 được 8.000 điểm liên đấu với lại phần quà của mà phần quà đó chưa biết quà gì. Hiện tại thì AK Vinh Châu đang có ngả ý để chuyển nhượng lại cái hạt này là 189 chuẩn bị chuyển sinh nha anh em. Khoảng 60 nha anh em. Nón kiếm Nga Mi 32 53 3 cấp. Dây chuyền 21 khá là 29 3 cấp. Nón 47 làm chậm 3 cấp áo 47
Hello, hello Quang Nguyễn. Đa vô gian nha anh em. 400 chí mạng. Đúng rồi, Tâm Ngô ơi. Server này là được 11 tháng rồi nha. Làm sao để thua được nhỉ hả? Chắc không biết làm sao để thua nữa, chắc anh em phải donate nhiều nhiều đến để em biết, để em thua anh em à, em buông chuột anh em à. Toàn thắng à, ok anh Tuấn Nghĩa à, toàn thắng à. Chừng nào chúng tay salon đó là bạn. À tay salon hả, chắc khoảng tầm 7 giờ 10, 15 gì đó anh em à. Hay không phiên dụng, tàu lao, trường hậu, anh trường hậu tàu lao. Đánh con Sơn Mai chắc con, anh coi hả. À ok, sang con khác, ok ok. À, đúng rồi Tâm ơi, xem một khủng mà. Phần quà là anh Kevin trao cho đi karaoke ở Tây Bình, ok nha. Cặp này hiện tại là chiếc 60 anh em ạ, à. Có tiền mua mua cái cặp này về chơi xuống sắp dưỡng sinh nè. Tây Bình là ở đâu? Tây Bình đâu ai biết, ông nói vậy thôi chứ mình biết Tây Bình nằm đâu. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, 400 anh em là xem like. Sau mặt này em sẽ đi đặt ngũ độc Cô Miêu hoặc là đặt Bảo Anh anh em ạ. Để em giết 5 độc cái đã. Để em giết được môn đã, em giết được môn cái đã. Để em giết được môn đã rồi nhay với lần con, nhay với lần Ngami. Hạt đó 60 triệu chứ phải là 160 nha anh em. Có 60 triệu nha anh em. Chụp ra anh giết đi anh. Em mới kiếm solo nè. Bữa giờ anh em giết nhiều rồi, bữa giờ em giết nhiều rồi, giờ hôm nay cho tới anh giết á. Đúng rồi, anh bảo mặt ơi. Chữ luôn. Đánh nghe mi kìa. Con mẹ ơi. Đến đầu xuống chưa? Xong rồi. Trong cái tình xa gấp, tình xa anh ta ấy. Cái gì vậy, đánh Yami không đánh, để cho Yami giết luôn. Cảm ơn em ơi. Em không biết nữa. Cái đó chuyện đó chuyện của người ta chứ sao em biết được. Ok. Em đã kết thúc liên đấu tại cái hạt này rồi. Đã đánh đủ 48 trận và thắng 48 trận tôi không. Và đang đứng đầu tiên. Em không thể em không thua được rồi. Hiện tại thì thắng 48 tôi không nha anh em, đang vững phong độ là từ thắng 100% và thắng 1 nha anh em. Top 2 là do đói, thắng 33-37 thua 5. Top 3 là đặt thơm, thắng 22 thua 14. Có vô hình độc á, Mạnh Cường ơi. Cho em cái gì, cho anh xin thông tin mà ly cà phê em. Mới với anh Nguyễn Ngọc Nghĩa ơi. Toàn. Cảm ơn buổi chiều nha, chắc là đến đây không thua. Thôi anh em cứ nói vậy không chết tôi luôn. Thua anh em chửi quýnh ngu mà hắn anh em cũng chửi tôi, đừng biết nói gì luôn. 23 thua 15, ba con mẹ các con. Nói không khiêm tốn lắm thì chắc chắn top 1. Chưa biết được, tại vì thời gian cũng nhiều, chắc chưa biết nữa. Mà full món không á. Có thắng có thua mới vui, thả cho tụi nó một trận đi qua. Lỡ thắng 48 bây giờ biết sao, để đợi sao đi rồi để thua cho tụi nó thắng. Top 1 được 8.000 điểm. Ok anh Trần Tú nha, hello anh nha. Hiện tại thắng 48 thua không anh em ạ. Ok, mình sẽ sơ lược về cuối clip này thì cái like này thì mình sẽ sơ lược về đồ của năm độc và điểm kỹ năng và tiềm năng để anh em tham khảo nha. Mình á thì mình sẽ sử dụng cho mình đó là một bộ phòng thủ để đi liên đấu. Nếu mà không bên kia không có tem năm độc trùng với mình á thì mình sẽ sử dụng một bộ phòng thủ để mình quýnh giết Thiếu Lâm và Thiên Dương Bang. Sử dụng cho mình đó là dây chuyền chú phượt khai tất cả và phòng thủ 24-25 cặp nhẫn thì Tuệ Thanh và Diên Quân để kích thích đòn nha anh em. Ngọc bội sử dụng ngọc bội như tình. Ok thì ngập nha. Bao tay thì bao tay sẽ lấy phòng thủ với lại làm chậm anh em à. Nón thì cũng lấy phòng thủ và làm chậm.
Áo thì mình lấy phục hồi làm chậm và làm choáng, phục hồi vật lý và làm choáng nha anh em. Đai lưng thì mình sẽ lấy choáng, phòng thủ và làm chậm. Choáng cũng rất là cần thiết trong cái liên đấu này, tại vì thiên nhiên ban lướt là sẽ bị choáng nha. Đao thì nếu mà mình đao hoàng kim thì mình không thích lắm, nhưng mà mình thích đao xanh hơn, đao tóc 30 hơn. Nhưng mà không có, phải xài đao hoàng kim. Đôi dài thì mình sẽ sử dụng cho mình đó là đôi dài phòng thủ làm chậm, để đạt cái mốc phòng thủ 675 cộng 6 để chống với lại thiên nhiên bang và thiếu lâm và hoặc là đường môn, những cái môn phái gọi là ngoại công mạnh. Mình sẽ tăng điểm tiền tiền năng á, thì mình sẽ tăng vào sinh khí, sức mạnh thì khoảng tầm 207 thôi. Mình sử dụng đó là sinh khí nhiều, mình các bạn cũng có thể là bỏ qua sinh khí, bỏ qua sức mạnh và tăng dồn vô hết sinh khí để lấy cái độ trâu của con năm độc và ngâm y. Điểm tiền điểm kỹ năng á, thì anh em sẽ sử dụng cho mình đó là cái chiêu ngũ độc kỳ kinh, độc sắc nội là 123, chủ yếu là tăng cái này nè anh em. Và cái chiêu á, ngũ độc chuẩn pháp là sẽ được độc sắc nội là 46, là hết 167 chúng độc rồi, độc sắc nội rồi. Anh em á, tăng á, là mình sẽ lấy cái bách độc xuyên tâm để lấy cái tầng 2 của cái chiêu đao pháp. Cái chiêu đao pháp này nó hỗ trợ là kỹ năng tinh không phá và kỹ năng ảnh trùng xanh. Và chiêu 90 á, là anh em có thể thấy là tinh không phá. Tinh không phá là tầng 2 của ngũ độc, là cái chiêu sẽ lên độc sát nha anh em. Độc sát nó lên nha anh em. Độc sát của cái chiêu này là nó hỗ trợ chiêu 3x, nó sẽ hỗ trợ cho chiêu 9x và mình sẽ tăng là hỗ trợ như vậy. Ngũ độc kỳ, ngũ độc chứng pháp và bách độc xuyên tâm. Và cái chiêu này sẽ hỗ trợ cho cái chiêu chính huyền áp chảm này và cái chiêu ngũ độc kiên kinh. Anh em có thể tăng hai bùi nếu mà mình không đủ kỹ năng á. Anh em không có đủ kỹ năng á, anh em sử dụng cho mình đó là một cái sâu vô hình và hai loại bùa. Bùa đó là thời gian trúc độc và bùa kháng độc anh em à. Khi mình búp hai cái bùa này rồi và mình búng chiêu nào á, bất cứ cái chiêu nào của tại cái kỹ năng của con năm độc này thì nó cũng sẽ rút độc anh em à. Mình không cần thiết mình phải quýnh trưởng, mà mình cũng không cần thiết mình quýnh đao. Quýnh đao hoặc quýnh trưởng đều là đều lên đam độc nha anh em. Quýnh tất cả là đều lên đam độc cả. Và nếu mà mình đi liên đấu á, mình sẽ sử dụng cho mình đó là cái tuyệt chiêu đó là tạp nan kinh dược để tăng thêm 40 kháng độc nha anh em. Khi mà gặp đội năm độc thì anh em sẽ có được cái kháng độc để quýnh solo với lại đội năm độc bên kia ha. Mình còn tại con này nó là bánh trái với lại cấp nó dư điểm rồi, mình sẽ tăng cái chiêu chu cáp thanh minh và cái chiêu độc sa trưởng để hỗ trợ cho cái chiêu này là chiêu nhiều loại chiêu đó anh em ạ. Tối tống kim ạ, tống kim 11 giờ anh, em sẽ có tống kim 11 giờ nha anh Nguyễn Tiến Cường. Đúng rồi, hỏi Ron ơi, hiện tại thì liên đấu thắng 48-0. Rồi năm độc thì anh em sử dụng cho mình đó là bộ phòng thủ thôi. Tại vì do trong đó là căn bản là cái ban rồng hoặc là thiên nhẫn thì anh em nếu mà anh em sợ nó thì anh em sẽ nhồi máu trước và mình sẽ đam thôi. Ok, mình xin xuống like để nhường chỗ like lại cho anh Tây và mình xin kết thúc cạc liên đấu con Nancy này rồi. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha.